Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Để trốn thoát khỏi tầm mắt của một con cú mèo, Tắc Kè tìm cách lẩn trốn trong cái hốc cây. Nhưng nó không biết rằng đây là hang ổ của loài nhện chuyên gieo ác mộng. Sự xuất hiện của Tắc Kè đã đánh thức những cư dân ở nơi tối tăm này. Kẻ săn mồi tám chân to lớn này đang lặng lẽ áp sát vị khách không mời. Đây là một loài nhện tarantula của Ấn Độ, có thể to hơn bằng tay một người lớn. Oh my god. Nó vui vẻ chào đón vị khách của mình. Tắc Kè bất động, nhưng sớm hay muộn, nó cũng phải di chuyển. Con Tắc Kè cố gắng đi ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng loài nhện này, nếu nó đứng im thì Tắc Kè không nhận ra được. Hơn nữa, toàn bộ thân cây này là địa bàn của nó, cho nên Tắc Kè có chạy chỗ nào cũng không thoát ra được. Đây là mối đe dọa mà Tắc Kè không thể trốn thoát. Nhện tarantula tiêm nọc độc gây tê liệt, khiến con mồi không thể nhúc nhích, giúp nó dễ dàng tận hưởng bữa tối tốt hơn. Còn đây là loài Tắc Kè khác, Tắc Kè New Zealand. Nhưng nó không bỏ trốn, mà là đang đi săn, bởi nó là một sát thủ đáng sợ. Oh my god. Nếu Tắc Kè New Zealand đối đầu với nhện Ấn Độ ở đầu video thì sao nhỉ? Tất nhiên là khó phân thắng bại rồi. Nhưng nhện Ấn Độ có nọc độc gây tê liệt nên nó nhỉnh hơn một chút. Hả? Tắc Kè New Zealand là bậc thầy ngụy trang. Nó có thể thay đổi hoa văn trên cơ thể để bắt chước môi trường xung quanh. Sát thủ gần như tàng hình này đang chờ đợi bữa ăn cuối cùng trước khi ngủ. Tắc Kè New Zealand là một kẻ săn mồi khôn ngoan. Nó biết không nên vồ lấy thứ đầu tiên mình gặp. Nó để con nhện rời đi. Vẫn còn những con mồi lớn hơn để bắt. Kẻ đi săn đã phát hiện mục tiêu di chuyển chậm và béo hơn nhiều. Ấu trùng bướm đêm. Mắt Tắc Kè cực kỳ nhạy bén. Kể cả trong đêm tối nó vẫn có thể thấy đầy đủ màu sắc. Vì thế Tắc Kè hiếm khi bỏ lỡ thứ gì, miễn là nó giữ sạch mắt. Đa số Tắc Kè không có mí mắt và không thể chớp mắt, vì thế Tắc Kè dùng lưỡi để giữ cho mắt sạch sẽ. Quan trọng nhất là phải lén lút. Với tốc độ trao đổi chất chậm của loài bò sát, ấu trùng bướm đêm đủ cho Tắc Kè ăn vài ngày.